review ẩm thực cho anh em xem. Bữa nay anh em thấy mấy cục nhằn đây biết gì không? Đó, đặc sản nha anh em. Sấy không anh em ơi. Này, còn cục nhằn chưa sắc mà. Này mấy miếng này tí anh sắc bay ra. Lòng cá nàng nha anh em. Bữa nay review ẩm thực cho anh em xem chơi. Anh em ở trên thuyền bữa nay làm 45 cá nàng. Đầu bếp lúc nãy là mình có con cá nàng nhưng mà mình không có ta chiên muối trộn gỏi chưa? Mình không có quay cho anh em xem con cá nàng bởi vì cá nàng nó thuộc vô danh sách những cái loài cá mà khi chúng ta đánh bắt á, tại nó quay lên kênh YouTube á, là nó vi phạm chính sách bản quyền về giết mổ anh em. Cho nên là lấy cái đầm lòng ra, lấy đầm lòng ra làm chín bây giờ quay cho anh em xem ẩm thực. Để cái bắp tí mà làm gì không ơi? Không. À. Ok. Khóe dữ không? Lấy miếng lòng cá nàng câu kế không? Wow, không được. Có con lèm khó khăn mới được làm. Này muối ớt hay muối gì anh Tý? Muối ớt. Bây giờ mấy anh em đem làm gỏi. Gỏi làm cá nàng á. Nói chung là cũng rất là hiếm hoi mới anh em mới đánh bắt được con cá nàng, nhưng mà không có quay cái cảnh chế cho anh em xem được bởi vì nó vi phạm chính sách bản quyền của YouTube, cho nên mình quay sau khi làm ra sản phẩm á, quay cái bộ đồ lòng không cho anh em xem. Mai mốt anh em xem ủng hộ tuyên bố về mạnh về cái đề tài ẩm thực, bởi vì mùa đông thì mình cùng với người yêu mình sẽ review ẩm thực về thức ăn. Rồi mà vô lên bàn. Mình ngon quá. Được chưa? Bưng. Vô bày biển lên mâm đi. À, này cái bánh tráng này, rau cỏ anh em chuẩn bị trong kia cũng rất là bài bản đầy đủ. Đây quay phía bên ngoài cảnh vật xung quanh đẹp đẹp cho anh em xem chơi nha. Đó, anh em thấy cảnh quạt xung quanh nè, kết hợp với cái món lòng cá nàng của đầu bếp Lơ Hôn, đầu bếp chính của ghe mình vừa bày biện xong. Lúc nãy cho tới bây giờ từ ở trong cảng chạy ra thì anh em tắm rửa mát mẻ xong hết rồi, riêng là Hôn là nó lo cái khâu mà chế biến á cho ngon. Nói chung là làm vừa lòng anh em vậy á, hết mình thử bữa. Đó, bây giờ mình vào trong để mình quay cái bàn ăn của anh em cho mọi người xem nha. Đây dĩa rau nè, rổ rau luôn, nguyên một rổ rau nha. Bỏ rau này vô luôn hả? Này rau thơm. À, này có cải. Có cải. Anh em dùng bia Bivina. Làm chất Bivina. Sống chắc dòng biển. Bivina là vừa xài vừa uống mà uống xì lén. Khỏi sợ rễ, khỏi sợ mắt. Vừa chơi. Alo, xì dâu, ao. Xì dâu nè. Mắm gì phê nhau. Dạ bữa giờ đội hình đây xài xì dầu nhiều cho nên nó không lờ xì dầu cũng chưa đầy đủ.
hành tây nữa. Quà hành tây nè. Wow, thiếu sót gì không? Không giấy được ạ. Khui bia ơi, bia ơi, dài đây. Nhưng mà bù lại có món rau thơm còn ngon nè. Rau mình dài được không gì đó. Dùng anh em. Đây mời anh em nha. Mấy bữa giờ quay cùng ẩm thực nhiều mà cứ tập trung vô là quốc chưa quên mời anh em luôn. Mời đây bà hết anh em nha. Em muối đưa cho ông bà. Đấy mời anh em nè. Oh. Rồi. Đây, thử khám đây. À. Cho anh em xem cảnh mấy hành ngang, hành ngang, ai muốn sung là ăn hành ngang. Này có hành củ nè, hành củ ngâm đế nè anh em. Không sánh, không sánh cho anh. Không có khác gì quán nha. Rồi anh em vô đũa. Đây, lòng cuốn dưa lá cải. Quế để anh em ơi. Rồi, nó em đây, mình thử miếng đầu tiên nè à, anh em. Lòng nè. Lòng cái nàng. Đấy. Ông nàng có ăn nhiều. Ừ. Thôi không mà. Hai đứa nhỏ ăn to như không còn một con mùi nữa. Vô sờ bông rồi chén là không còn một con mùi nữa. Bông rồi chén là chủ nhân. Đặc biệt món lòng này anh em phải làm thiệt sạch thiệt kỹ. Khử hết tất cả các cái mùi không dịch đủ của nó. Tên cái nhớt nó là nhớt, cái nhớt nó là nó không bồng nó. Nhớ rồi, cái đầu rồi, cái này nó nhớt. Rồi, muối. Muối thì muối nước ra này, mà đâu vừa hết em. Một hai là nước. Hà nước là quá cục kỳ. Tắt đi nào. Rồi. Ăn hành tím, bà đi răng mặn lắm, ăn nhanh lắm. Em mới rau ra rau bánh. Ngon quá. Anh em ăn phải so sánh lòng nó với lòng gì, lòng kế gì nữa. Chỉ còn lòng nó là nhất rồi. Nó là ngon nhất rồi. Nó ngon nhất. Không, nó đây nó rồi tao ông nữa. Ông nữa mấy nhá. Tanh lắm. Không được không? Không được cái đây không? Nó nước không nhọt nên. Anh em ra. Bữa giờ mà đi bộ luôn, nó mới ăn không? Không được đấy, ăn thì không. Thì nó khai ngâm, ai ăn cố ăn là ghét viên nữa, còn gì là làm kêu luôn ăn quả. Ồ, thịt nó rõ, cũng như thịt bò. Thịt bò ấy, mà khai lắm. Khai rồi. Khai được, khai mà nó dữ. Vậy ảnh là hơn kẻ lòng bà gù kè cơ rồi đó. À, cái ruột độc kè cơ cái bà gù rồi nó đau lắm lắm thịt nè. Nó sườn 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 đâu, đâu có dòng 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 này. Đây là mìm. Đây cũng mềm. Đây là mềm mại không? Bà gù nhai đâu, bất đâu. Nhẹt cũng cướng. Ngủ tính đến làm bà gù ăn đâu bằng làm bà cơ. Không. Em bà gù giờ có bột giống. Cái con cá là lớn nha. Cái này nè. Cái bột sữa anh ạ. Cái
Cái con ké mà lớn ở cái đây ơi xì cái sơ dừa. Nó sập sập sập, sập y như bay dừa dê. Sập nước á. Đây vậy em. Đấy. Y như con dừa. Thì view anh em này hầu nhỏ chứ mà ăn được hả? Phải không? Bờ này cần nồi dắp ăn mướp chưa? Hả? Bỏ nha. Hôm nay tự nhiên đây mà nói là cái này là em ngon hơn cái gì hết. Như cái nạn là tanh rồi. Nghe nói vậy cho đeo cái em bữa nay lần đầu tiên đây mà. Cô là có đeo em rồi. Không có nó nhận hiếm mà. Trước mấy chú rồi đi kẻn nhiều. Đây nhiều mày hầu đó. Đấm thẻ dục nầu cần lộn nghe nào đeo dám đem gì nha. Ô trong cái này đi mừng kinh ông. Nó vả cây khô ơi, vả nó nhậu. Cái này anh em. Hành này anh em, hành tủ này. Súp bờ sung này. Súp bờ xôi. Đẹp bố mà sao mà nhìn nó đẹp bố. Sao mà anh không xin đồ ta? Ai tao xin, sáng cho bạn xin nhé mà. Lương đại muốn chế gì mà? Đục gan rồi thôi, bếp bằng ngày chiều nấu à? Ngày. Gan đây nó sẽ mơ đủ cắt. Nó cứ như ngày, ai cứ như ngày. Chưa bóp cái gan này cái chỗ dễ đập. Nó dài đập mà. Chưa đập tốt rồi nó sẽ. Thì bao tử thì thôi cái khấu rồi thôi. Anh em là định lấy cái gan nhưng mà bỏ cái gan ra. Bởi vì cái gan mình nghĩ là nó như cái bộ phận mà lọc cho cơ thể. Nên là nó tích tụ nhiều cái yếu tố. Nhiều yếu tố bí ẩn nên bỏ quên. Giờ thì chắc anh vào quán đi, nó bị hối trước chúng rồi. Đang nó trúng độc là rùng luôn à, hết luôn. Giờ ông lên sáng ông không thuộc một sức rồi, ông đeo qua được nửa sức đâu. Ông cũng cảm thấy có lỗi bên kia. Lỡ quá không hết rồi nha. Không hết á. Một ký lòng của con gà nè. Là nếu mà vừa ăn vừa uống bia không cuốn bánh tráng nha, bánh tráng là chỉ nhai thôi. Đảm bảo có thể là không hết á. Bởi vì nãy giờ ăn cũng tầm 5-7 phút, 10 phút mà còn đồ ăn có nhiều. Không biết đừng có bây nữa. Giờ ăn Ngọc cũng rất ăn cũng như thế nào, như thế nào mà. Cái đó người ta mình thích nhiều nữa à, đây là nữa. Tàu quá, cái ấy mình thì đặt bì nữa, bì cho nhị hành động bớt á. Nhiều phụ trì.